Amurica, Haaland đến quả bóng vàng để vỗ tay cho Messi. Cựu tiền đạo Ai Cập Mohamed Amurica cho rằng Erling Haaland giành giải của UEFA nhưng quả bóng vàng thuộc về Lionel Messi. Hôm 31 tháng 8, tiền đạo Haaland vượt qua Messi để giành giải cầu thủ hay nhất năm của UEFA. Hai ngày sau, anh lập hat-trick giúp Man City thắng Fulham 5-1 ở vòng 4 ngoại hạng Anh. Bình luận trên Ben Sport sau trận, Amurica nói: "Tôi mừng vì Haaland thắng giải của UEFA, nhưng quả bóng vàng để dành cho Messi." Vai trò của Haaland trong lễ trao quả bóng vàng sẽ là vỗ tay cho Messi. Amurica là tuyển thủ Ai Cập thời 2001-2013, giúp đội hai lần vô địch châu Phi năm 2006 và 2008. Cũng trong năm 2008, anh được BBC chọn là cầu thủ hay nhất châu Phi. Anh còn là một thần tượng của ngôi sao Mohamed Salah. Amurica không phải người duy nhất nghĩ rằng Messi sẽ giành quả bóng vàng 2023 chứ không phải Haaland. Trong khảo sát của báo Tây Ban Nha Marca tháng trước, siêu sao Argentina vẫn dẫn đầu cuộc bình chọn, sau đó lần lượt là Haaland, Kylian Mbappe và Rodri. Các nhà cái cũng cho rằng Messi xứng đáng nhận quả bóng vàng thứ 8 trong năm nay. Những nhà cái hàng đầu Anh đều ra tỷ lệ anh thắng giải thấp nhất là 1/5, đặt 5 ăn 1, cao nhất là 1/12. Còn tỷ lệ đoạt giải của trung phong Na Uy chỉ là 10/3-13/2. Quả bóng vàng 2023 sẽ thông báo các đề cử cuối ngày 6 tháng 9, còn lễ trao diễn ra ngày 30 tháng 10. Đây là năm thứ hai giải trao dựa trên thành tích theo mùa giải, từ ngày 1 tháng 8 năm 2022 đến ngày 31 tháng 7 năm 2023, chứ không theo năm dương lịch. Trong giai đoạn trên, Messi vô địch World Cup cùng Argentina, là cầu thủ hay nhất trận chung kết cũng như toàn giải. Anh cũng giành giày bạc World Cup với 7 bàn thắng và 3 đường kiến tạo. Ở cấp câu lạc bộ, Messi cùng PSG vô địch Ligue 1 với 16 bàn và 16 kiến tạo, tính trên mọi đấu trường là 21 bàn và 20 kiến tạo. Danh hiệu League Cup cùng Inter Miami sẽ được tính vào thành tích mùa 2023-2024. Cùng thời điểm, Haaland giành giày vàng châu Âu với 36 bàn ở ngoại hạng Anh, đồng thời là cầu thủ hay nhất giải. Anh cũng là vua phá lưới Champions League với 12 bàn, giúp Man City đoạt cú ăn 3. Trong mùa giải cấp câu lạc bộ vừa qua, tiền đạo 23 tuổi ghi 53 bàn, kiến tạo 9 lần. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.